Nhìn hết Ông mà Quỳ chưa tôi có giấy lại, tờ ông phải mấy không? tháng nay rồi đó. Thôi ông nội ơi, ông tàn ông mới chơi, tôi chơi chùa không cho đồng bạc nữa, chơi không có thiệt tình lợi dụng tôi không mà thôi đi, không có nói chuyện với nhau nữa. Trời Gì đâu mà ơi, kỳ cục. cái gì tức giống như là ổng thèm thì Thèm ổng đi thuồng tới rồi mình. đến rồi không có cho tiền bạc gì trơn, nói chung là vậy đó. Trời ơi trời, Vậy mới nói tại ông luôn cái gì, ai không cho, ai không muốn, giống như không có những cái đồng tiền trong cuộc sống nhưng cho cho như các ổng. bạc 50 xu. Trời đất ơi, Tại luôn. giống như thèm thì đi tới em để mà hả là thỏa mãn thôi phải không, Tôi nói lúc rồi đó rồi cũng không có cho em một cách bạc nào tiền chở búa gì luôn. không, tôi nói trời ơi trời, tôi đâu từ thiện đâu, tôi nghèo, mẹ con tôi nghèo cũng chết nữa, ông không cho giúp đỡ tôi thì thôi, Ừ ai mà cho ông nghĩ hoài. thì bây giờ sẽ chở chở tiền với đâu xích vô giữa xíu đi tiền, nó là chở tiền đi tìm chỗ làm của anh Lộc mà hỏi một số công chuyện. Thật tại vì hôm qua tới nay như anh Lộc anh cũng không có biết chuyện này luôn phải không tiền? Không. Hôm nay anh có ghé không tiền? Là hổng ra không có ghé nhà thăm em với con nữa hả? Thì ông đâu đâu ông ghét, ông cho ông kêu Ngọc Liễu ra đó. Ừ. Ông cho tiền Ngọc Liễu ông đi. À cho tiền thôi chứ giờ là không có tới đâu mà ăn uống luôn phải không? Không, ông đưa tiền Ngọc Liễu không có đưa em, ông cho vậy đó, Ừ. 100.000 vậy đó. Có một điều nữa là hồi lúc mà ra Bà Đặng đó, bán nói hả là vô đó đó thì có người là người ta gây khó dễ cho anh Lộc vậy đó mà anh đâu có tin, Hỏi ông đi. tưởng đâu là bà Ai nói. mà nói ông Lộc. Tưởng là bà nói là khơi khơi thôi, ai nhẹ dám hỗ trợ ông Lộc có nói với bà Đặng đó là nói ừ vô trỏng ai sẽ gây cái khó dễ cho ảnh vậy đó Không ai chứ. mà cái anh nữa hả, hôm qua ảnh làm quá trời cho tiền, Ai biết rồi ổng. hôm qua là đang quay mà ảnh chỉ chỗ vậy đó, anh kêu ngưng này nó đó làm hại cũng biếu, tưởng là hả hai đứa đến với nhau là vợ chồng chứ đi vô cấm Vợ cản chứ. chồng gì, ổng có vô nhà em ở ngày nào đâu mà vợ chồng. Bởi vậy anh mới đặt dấu hỏi, ủa anh là làm sao, anh có mối quan hệ nào với tiền không mà anh cấm cản người mới đi tới đem hạnh phúc cho tiền vậy đó. Cái ổng ú ớ em nhớ không, nó ở tôi với nó là sống với nhau năm mấy lúc đó cho em không có mạnh miệng lên em nói, ủa tôi với anh có là cái gì đâu phải nói cho nó rõ. Lúc đó em Quýu có hả? rối luôn, biết Rối phải không, không? nói chuyện luôn. Lúc đó rối quá không biết nói hả? Thấy nó rối mà không Ừ có đúng biết rồi, tại nghĩ vì luôn. người ta đi tới chỗ mình rồi Thấy nó mà rối ổng luôn. làm cái nữa là phải quýnh lên chứ phải không? Dạ không biết nói luôn. Ồ đơn giản thôi, thôi giờ là anh không có đem đến hạnh phúc cho em thì em đi tìm cái hạnh phúc mới. Mình chưa là cái gì Trời ơi, hết ông mà Quỳ chưa tôi có giấy lại tờ ông phải mấy không? tháng nay rồi đó. Thôi ông nội ơi, ông tàn ông mới chơi, tôi chơi chùa không cho đồng bạc nữa, chơi không có thiệt tình lợi dụng tôi không mà thôi đi, không có nói chuyện với nhau nữa. Trời Gì đâu mà ơi, kỳ cục. cái gì tức giống như là ổng thèm thì Thèm ổng đi thuồng tới mình. rồi đến rồi không có cho tiền bạc gì trơn, nói chung là vậy đó. Trời ơi trời, Thì mới nói tại ông luôn cái gì, ai không cho, ai không muốn, giống như không có những cái đồng tiền trong cuộc sống nhưng cho cho như các ổng. bạc 50 xu. Trời đất ơi, Tại luôn. giống như thèm thì đi tới em để mà hả là thỏa mãn thôi phải không, Tôi nói lúc rồi đó rồi cũng không có cho em một cách bạc nào tiền chở búa gì luôn. Không, tôi nói trời ơi trời, tôi đâu từ thiện đâu, tôi nghèo, mẹ con tôi nghèo cũng chết nữa, ông không cho giúp đỡ tôi thì thôi, Ừ ai mà cho ông vậy ông hoài. trời đất ơi trời, sao mà hả ông này hả đâu phải mặt đàn ông đâu trời. Kỳ cục lắm Ví luôn. dụ anh nói thì ổng muốn thèm đi, ổng ra ngoài đường đi phải không, Có vậy. ổng tìm một cái người nào đó thì ít nhất ổng cũng phải trả tiền Trời ơi. đúng không? Đó, giống như là giải quyết nhu cầu thì tất nhiên anh phải trả tiền, còn ở này hả là xong rồi kéo quần lên rồi đi về không Đi cho tiền luôn. về đó. Trời ơi, Rồi lâu lâu ấy cũ đi đó nha. Đi về rồi xong vậy. mà Nhà ai ở. vậy tại sao mà em lại cho ổng tụt quần chi vậy? Kiểu là ổng một hai lần thôi. Thôi thấy gì thôi, ổng cho tiền thôi, xong rồi không có quen ổng nữa. Chứ đâu có nhiều đâu. Giống như là đến với em nhiều lần không? Ít hả, ổng cho tiền rồi thôi, là tôi không có hết nữa. Ừ trời ơi, có như là
đó thật sự là quá trời ông nội này luôn, là còn tệ hơn ông Lộc luôn hết tiền ha. Trời ơi, ông Lộc ông còn cho chút nữa. Ông Lộc ông không biết tụ. Ông không biết tụt quần mà ông lại cho. Dạ đúng rồi đó. Đúng không? Đúng. Còn ông này hả, ông tụt nhiều lần mà lại ông không cho cái gì nó. Ông nói này nó kia. Trời ơi là trời. Nói là nói một lần nữa là thưa chính quyền đó. Nói gì ông sợ. Ừ. Sợ luôn. Ông sợ phải không? Sợ luôn rồi. Trời ơi, đâu có đem đi cái không đem hạnh phúc mà không đem cho ta tiền bạc luôn. Cứ muốn là chơi chùa. Dạ đúng rồi. Trời ơi, ông làm như là như miếng thịt miếng gà, thịt gà, gà trời, ông muốn muốn rồi ai đâu mà đáp ứng không. Yeah. Hết hồn chứ trời ơi, lần đầu tiên mới nghe cái ông nội này luôn á trời. Ổng là có đi làm gì không tiền? Ổng hả? Ừ, ổng nghe nói ổng nó cưa cây cưa có gì đó. Cưa phải không? Yeah. Nếu cưa vậy cũng có tiền chứ, có tiền gì đó cho em đâu, phải có ổng cái... có tiền mà không cho em mới chết nè. Trời ơi, anh mà gặp ổng anh có bị khùng không nữa đó, anh sẽ hỏi á. Thế lẽ không có tiền. Đúng rồi. Ổng không đi làm đó. Ổng lợi dụng em không với ổng gì đâu. Nhưng mà lúc đó là ở trong nhà hay là ở ngoài ngoài nhà trọ. Nhà trọ. Chứ đâu có nhà con cái hai mươi đứa chơi bời gì trong nhà. Đúng rồi, đừng có cho con nó thấy cái cảnh tượng nữa nha. Dạ đúng rồi, đâu có dám. Bé Nguyên nó cũng lớn rồi đó, nó nhìn lớn nó biết á. Chơi rồi, trời dễ gì không nổi. Ơi gần tới chưa? Đâu rồi, phải quên nói chuyện chứ quên rồi. Có chưa? Cái dứa. Cái dứa hả? Ừ. Cái cầu phải không? Ừ. Lên chút nữa. Nữa ha. Ừ. Trời đất ơi, vậy là đi với nhau đi giống như là hẹn em. Ừ. Ở cái có một nhà trọ hay khách sạn nào đó. Dạ. Rồi hai đứa quấn quýt với nhau xong rồi à quên, còn ai trả tiền trọ? Thì trọ ổng trả đó. Ờ, chỉ nhiêu đó thôi. Ừ, vậy thôi. Vô duyên với trời. Vậy. Ít nhất ừ không mấy là dẫn đi ăn rồi có những cái nói chuyện sao giống như là giải quyết xong cái gì đi về luôn vậy á. Ừ. Trời ơi trời, thôi không đáng mặt đàn ông rồi anh ơi. Mà không mua cho nhỏ kia ấn lý ra mua sữa mua sùng, không cho nhỏ miếng sữa sùng nữa. Trời đất ơi, mua bởi vậy trái cho nhỏ ăn. Bởi vậy phải chính vì vậy em mới phải đi tìm cái hạnh phúc nữa. Anh Lộc đã ngã về cái thế giới, cái giới tính kia rồi. Rồi em cũng cần một cái giống như là giải quyết nhu cầu sinh lý. Dạ. Nhưng mà ông này á, lại ổng cũng lợi dụng vô cái đó. Dạ. Để mà hả là kìa tới rồi kìa. Ờ, đây nè. Đó 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 đó. Thì ổng ra rồi đó. Ra chưa? Ra rồi đó, ra ca rồi đó. Để hoành lại. Rồi thưa cô chú anh chị, giờ là tới chỗ của anh Lộc rồi nè. Giờ để đi tìm ảnh như thế nào mà ngay cái giờ này giờ ra ca luôn nữa. Ra đó đó, ra đi ra đi về đó. À vậy hả? Ừ. Mà kiếm ổng ở đâu không biết nha. Đâu đâu, đâu đi tìm như thế nào coi. Chưa rồi. Đó, bây giờ quý vị cũng đã biết rồi đó. Là tiền á, phải đi tìm cái hạnh phúc khi mà anh Lộc không có đem tới hạnh phúc cho tiền. Và thêm một cái điều nữa là hồi ngày hôm qua là cái người mà đi tới cản trở cái buổi gặp mặt á, thật sự ra là ông đó quá gì tồi. Tại vì á là không có đem tới cái, không cho tiền để mà xài đó, còn muốn á là muốn chơi chùa. Trời ơi ghê vậy trời, như thèm muốn quá thì kêu tiền đi ra hẹn ở khách sạn nhà trọ, rồi cuối cùng cũng không có cho tiền cái gì hết, rồi cũng mấy đứa nhỏ cũng không có sửa sùng luôn. Không. Trời ơi, thôi bây giờ là Phong sẽ dừng, nhưng mà sẽ nói chuyện với quý vị là khi gặp anh Lộc nha. Hãy đăng ký kênh cho chú anh chị.